Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết từ Lâm Đồng, đêm ngày 4 và trong ngày 5 tháng 9 năm 2021. Quý vị thân mến, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên khu vực các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đơn Dương và Di Linh. Hiện tại đến những giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên, sau đó có thể lan sang khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng và Bảo Lâm. Trong cơn dông, cần đề phòng mưa lớn cục bộ, kèm theo tố, lốc sét và gió giật mạnh. Trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 33 độ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh sẽ có khả năng như sau. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông. Tại khu vực này, có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ, độ ẩm là 82 đến 87%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Chi Linh. Ngày mai trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa. Nhiệt độ khá dễ chịu khi dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm là 80 đến 85%. Tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, độ ẩm tương đối cao nên mặc dù trời nắng nóng vào buổi trưa nhưng cũng không làm cho không khí quá oi bức, khó chịu, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm là 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạo Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Cũng tương tự, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, ban ngày trời nắng nóng, người dân nên che chắn khi đi ra ngoài vào buổi trưa. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm là 83 đến 88%. Quý vị và các bạn thân mến, việc tìm kiếm những giống cây trồng mới để thử nghiệm tại địa phương là một bước đi mạnh dạn của bà con nông dân, mang lại những sự thay đổi tích cực, làm phong phú và đa dạng chủng loại cho nông nghiệp tỉnh nhà. Điển hình với mô hình trồng chuối già lùng Nam Mỹ của một người nông dân tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, được đề cập trong chương trình 365 ngày chuyển động tiếp theo đây sẽ mang đến cho quý vị và bà con những thông tin nông nghiệp bổ ích. Kính mời quý vị cùng đón xem. Khép lại chương trình là dự báo thời tiết cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các thành phố trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.